tạo nhịp cầu yêu thương, một chương trình ca nhạc mang chủ đề Hát cho tình yêu, Stop the Hate sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 8 năm 2023 vào lúc 7 giờ tối tại Garden Grove Amphitheater, 12762 Main Street, Garden Grove, Cali, 92840. Chương trình ca nhạc hoàn toàn miễn phí, vào cửa tự do và được bảo trợ bởi tổ chức bất vụ lợi bên em đang có ta. Cửa bắt đầu mở vào lúc 6 giờ 30 phút chiều. Chương trình cũng được phát trực tiếp live trên đài truyền hình SPTN vào lúc 7 giờ tối. Chương trình có sự tham dự của các ca sĩ nổi tiếng tại hải ngoại Nguyễn Hồng Nhung, Y Phương, Thiên Kim, nhạc sĩ Trúc Hồ, Sĩ Đan, Thế Sơn, Lâm Nhật Tiến, Nguyên Khang, Đoàn Phi, Việt Khang cùng với sự xuất hiện đặc biệt của ca sĩ người Nam Hàn Scorpio. Xin mời quý vị đến tham dự. Trân kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình Xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai 17 tây tháng 7 năm 2023. Trong thời gian vừa qua trên chính trường Hoa Kỳ, đặc biệt trong khối đảng Dân Chủ, quý vị để ý rằng có một vị thượng nghị sĩ luôn luôn ngán đường những kế hoạch của Tổng thống Joe Biden. Và đây là một cái chuyện nội bộ mà đảng Dân Chủ nhức đầu. Bây giờ gần đến lúc bầu cử năm 2024 diễn ra thì vị dân dân cử này tiếp tục hay là làm căng thẳng thêm tình hình nội bộ của Đảng Dân chủ. Và người đó là thượng nghị sĩ Joe Manchin của tiểu bang West Virginia. Bây giờ ông làm gì cho bản dân chủ bây giờ thêm gọi là uh, đầu bù tóc rối ngay trong lúc này và đó là câu chuyện anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay xin chào anh Đỗ Dũng chào anh Mai Vi Lâm kính chào khán giả SBTN thưa quý vị thượng nghị sĩ Joe Manchin là một thượng nghị sĩ đảng dân chủ lâu năm đại diện cho tiểu bang West Virginia là là tiểu bang bảo thủ và tiểu bang này trong cuộc bầu cử năm 2020 thì ông Biden thua te thua đảng dân chủ không bao giờ thắng tiểu bang này hết bầu cử tổng thống là không bao giờ thắng mà thua là thua đậm nhưng mà cái ông thượng nghị sĩ đại diện cho cái tiểu bang này á, thì lại là dân chủ à, thực ra là đây có hai ông à, hai ông tất cả à, thì cái ông này là đảng dân chủ thì ông này đó lâu nay đó là được coi là một con ngựa bất kham như anh Long nói là ông làm cho đảng dân chủ nhức đầu ví dụ ông cùng đảng của ông biden bạn thân biden luôn nhưng mà ông thường xuyên chống lại một số cái dự luật của đảng dân chủ cái lý do mà đảng dân chủ không làm gì được ông là bởi vì cái tình hình mà gọi là ở thượng viện kỳ trước đảng dân chủ chỉ có năm ghế đảng cộng hòa 50 ghế thì ông joe Martin là cái lá phiếu quan trọng sau cuộc bầu cử năm 2022, Đảng Dân Chủ thêm được một ghế là 51, Cộng hòa 49. Nhưng ông Joe Martin vẫn là cái lá phiếu quan trọng. Bởi vì ông mà nghiêng, ông nhảy qua bên Cộng hòa, cái là bên Dân Chủ kẹt. Tức là trước đây đó 50 50 ông mà ngả của Cộng hòa là có dân chủ thua, dân chủ có 49 thôi, Cộng hòa 51. Bây giờ cộng dân chủ 51, Cộng hòa 49 mà ông nhảy qua Cộng hòa nó sẽ là 50 50. Thì lại phải bà Kamala Harris là phó tổng thổ thống vô break cái 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 cái, cái lá phiếu khỏe nó gọi là break the tie đó. Nói chung ông là cái người mà siêu quan trọng. Đảng Cộng hòa cũng ve vãn ông mà Đảng dân chủ thì không dám làm ít lòng ông. Thì lát chúng tôi sẽ nói tiếp cái chuyện này Nhưng mà kỳ này ông làm cái chuyện mà Đảng Cộng Hòa Đảng Dân Chủ điên đầu luôn Đó là ngày hôm nay ông đến tiểu bang New Hampshire New Hampshire là cái tiểu bang mà thưa bị nổi tiếng về bầu cử sơ bộ tổng thống Ông đến đây cùng với cựu thống đốc John Huntsman của tiểu bang Utah Ông John Huntsman lại là người Cộng Hòa Mà Cộng Hòa Trung Dung Ông Joe Martin, dân chủ là dân chủ Trung Dung hay nói cách khác là ông Joe Martin Dân Chủ nhưng mà có máu Cộng Hòa Ông John Huntsman Cộng Hòa có máu Dân Chủ <laughs> Hai ông đó Đến đây để họp Một cái cuộc họp gọi là chơi với ảnh chơi nhưng mà người ta lo ngại Bởi vì cái buổi họp này do cái nhóm nó gọi là No Labels Tổ chức No Labels cái gì? Chúng tôi không thuộc đảng nào hết Tức là tôi không có tên Để tạm gọi nó đảng thứ ba à. Thì trước đó ông vô chỉ bảo là tôi chẳng có mục tiêu, chẳng có ý định gì đó. Nhưng mà ông nói cái câu này nè. Tôi không làm gì, nhưng mà tôi cũng không có không làm gì. <cười> <cười> Quý vị muốn nghĩ sao nghĩ? Đó. Muốn nghĩ sao thì nghĩ. Thấy không? Ông nói cái kiểu mà mà nửa nước đôi như vậy đó. Đây nè. Tôi tiếng Anh người ta nói là I never rule out anything or run in anything. Tôi không nói không mà không nói khó. Thì thưa quý vị, người ta đang nghi là ông này có thể lập ra đảng thứ ba. Và không loại trừ cái chuyện ông có thể ra ứng cử tổng thống. Mà nếu mà ông ra như vậy đó thì là một cái gì ác mộng cho ông Biden. À. Ông này năm 2004 tới đây ông cũng phải ra ứng cử tái ứng cử lại chức thượng nghị sĩ của tiểu bang West Virginia đó. và đối thủ của ông đó ở tại tiểu bang West Virginia đó là, là ông thống đốc hiện ông thống đốc hiện tại ông thống đốc hiện tại đó. ông thống đốc hiện tại thì là đảng cộng hòa còn ông này đó trước đây từng làm thống đốc của West Virginia sau đây làm thượng nghị sĩ thì ông này là dân chủ coi như nếu mà ông tính ra đó nếu nha nếu và nếu cực kỳ nếu đó. ông đã ứng cử tổng thống tức là ông bỏ cái chức vụ gọi là gì thượng nghị sĩ của ông có đúng không anh? Dạ. Yeah. thì thưa quý vị nếu ông bỏ chức vụ thượng nghị sĩ của ông thì ông Jim Justice, thống đốc của tiểu bang này hiện tại chắc chắn sẽ lấy ghế đó và nếu ông đã ứng cử ứng cử viên thứ ba nếu một cái nếu nữa khó xảy ra ông thắng tức là ông Biden thua ông Trump thua nếu ông Trump thắng cái bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa thì lúc đó đó coi như đảng dân chủ của ông Biden mất tòa bạch ốc và đảng cộng hòa thêm một ghế thượng viện ồ cái này là coi như là thưa quý vị không khác gì là động đất là 10 độ richter coi như đảng dân chủ sẽ banh càng banh nóc nhà banh ca lông đó là cái viễn cảnh mà gọi là gọi là siêu gọi là siêu thực đó, rồi bây giờ từ từ cái chỗ này đến chỗ đó nó bao xa? Những cái gì có thể xảy ra? Chúng tôi sẽ phân tích tiếp xin mời lòng Chúng ta cần à, xem xét lại cái vị thế của ông Joe Manchin trong cái trò chơi chính trị này. Tại sao ông thắng được cái ghế thượng nghị sĩ nhiều nhiệm kỳ ở một tiểu bang? phải nói là cực kỳ bảo thủ tiểu bang West Virginia tiểu bang này không lớn thưa quý vị nhưng mà tiểu bang này lại có một cái nguồn than đá lớn và ông Joe Manchin cái ngoái âm ở chỗ là ông đại diện cho nghiệp đoàn công nhân thợ mỏ ở tại West Virginia và đó là lý do tại sao trong Uh, mang cái là màu sắc của đảng Dân Chủ mà ông thắng ở tại tiểu bang này ông là người tranh đấu cho các nghiệp đoàn tuy nhiên cái vấn đề oái âm ở đây là trong cái thời đại hiện nay đảng Dân Chủ đi về cái hướng là năng lượng xanh năng lượng tái tạo nhưng cái nghiệp đoàn của ông Joe Manchin đại diện lại là đại diện cho những công nhân làm việc trong ngành than đá cho nên chúng ta thấy cái sự mâu thuẫn nó nằm ở chỗ đó những cái chính sách của ông Joe Biden trong thời gian vừa qua mà ông Joe Manchin chống lại là những cái chính sách mà gọi là đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng xanh hạn chế năng lượng tái tạo à, năng lượng à, hóa thạch chính đó là lý do lớn nhất mà ông Joe Manchin không thể nào mà gọi là à, đồng thuận với bên phía đảng dân chủ. <laughs> xin lỗi quý vị vì đó đi ngược lại cái quyền lợi cốt lõi của chính cá nhân ông bây giờ ông trong cái cuộc mà à, xuất hiện sắp tới giữa ông với lại cựu thống đốc của tiểu bang Utah là ông John Hunman ông đó là ông ông Hunman là cộng hòa chúng ta ai cũng biết thì một ông dân chủ một ông cộng hòa ông sẽ làm cái gì trong chuyện này và cái chủ đề cái sự mà cái cuộc gặp gỡ mà hai ông xuất hiện trong một thời gian sắp tới là ông đặt tên là common sense có nghĩa rằng là những cái vấn đề hợp lý chung một ông dân chủ một ông cộng hòa ngồi với nhau đưa ra một chuyện chung điều này làm cho người ta liên tưởng đến họ muốn hình thành một cái gì đó để mà đứng giữa hai phía cộng hòa và dân chủ một cái thể thức mới cái điều mà ông muốn nói mà người ta cảm thấy rằng là ông muốn đi ra là ông nói cái câu như thế này trong một cuộc phỏng vấn. Là tôi nói tôi muốn tìm, tôi muốn xem cái mô hình này. Nó là một cái chuyện đối thoại giữa chúng tôi với người bạn của tôi là ông cựu thống đốc hình mình thì cái câu đó liệu có phải là một cái lời đánh tiếng là họ sẽ hình thành một cái đảng thứ ba và nếu mà đảng thứ ba này thốt xuất hiện thì phải nói rằng là bên dân chủ là phải bị là nhức đầu trước tiên thưa anh Dũng. Vâng. Cái uh, ông Joe này đó trước giờ là ông vẫn uh, thưa quý vị gọi là gì tối đa hóa cái vai trò của ông khi mà ông đứng ở giữa như vậy ông có nhiều cái lợi lắm và hai bên như tôi nói đó đều phải o bế ông thì kỳ này đó uh, ông làm cái việc này uh, nếu mà ông thành công chưa chắc cái đảng của ông có thắng nếu ông đại diện ông quyết định đại diện đảng thứ ba bởi vì bầu cử mỹ mà thấy đó đảng thứ ba chưa bao giờ có cửa thắng cao lắm họ lấy được 3 tới 5% số phiếu phổ thông. Nhưng mà trong các cuộc bầu cử sát nút thì họ có thể là cái người phá bĩnh có ảnh hưởng. Và người ta thấy năm 1996 khi mà ông ờ uh, à không năm 92, xin lỗi quý vị, ông Perot, một tỷ phú ở Texas đã ứng cử. Thì người ta cho rằng là chính ông đã lấy một số ít phiếu của ông Bucha, cho nên ông tinh tân thắng. Nhưng mà ở đó nó không rõ bằng cái năm 2000. Khi mà ông Rap ông ra, cái đảng thứ ba, đảng, đảng xanh đó, thì rõ ràng là ông Elgo bị mất phiếu. Bởi vì ông Elgo với ông Rap là cùng một cái quan điểm. Nhưng mà ông Nader thì ông cấp tiến hơn là ông Elgo, Thành ra người ta cho rằng là chính cái số phiếu của ông Rap Rapper nếu ông Rap Rapper không ra thì số phiếu nó về ông Elgon ông đã thắng trong năm 2000 rồi đó. nói chung là đảng thứ ba khó có, có nhưng mà có thể gây ảnh hưởng và nếu ông Joe Manchin hoặc bất kỳ ai ra cái đảng thứ ba này sẽ ảnh hưởng cụ thể như thế nào trong cuộc bầu cử 2024 chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình SBTN cảm quý vị như màn hình của đài truyền hình SPTN. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình xoáy tin. Tôi đang nói về câu chuyện ông thượng nghị sĩ Joe Martin của đảng dân chủ tiểu bang West Virginia ngày hôm nay có mặt tại tiểu bang New Hampshire cùng với cựu thống đốc John Huntsman của tiểu bang Utah. Trong lúc người ta đồn đoán là hai ông này có thể lập ra đảng thứ ba và đảng thứ ba thì như tôi nói quý vị trong lịch sử chưa bao giờ thắng nổi của cuộc bầu cử tổng thống nhưng có thể làm cho Các một trong hai ứng cử viên đó coi như là bị ảnh hưởng. Và người ta nêu ra cuộc bầu cử năm 1992 giữa ông Bill Clinton và ông George H.W. Bush cũng như cuộc bầu cử năm 2000 giữa ông uh, và Bush con. Thì kỳ này nếu mà đảng thứ ba ra thì người ta cũng lấy chỉ cỡ từ 3 đến 5% số phiếu mà thôi. Thế nhưng mà các thăm dò gần đây cho thấy đó nếu ông Trump thắng cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa và gặp ông Biden đó, mà hai người ra không đó thì ông Biden hơn ông Trump khoảng cỡ 3 điểm con số khá thấp khá thấp chính vì ba điểm đó mà cái đảng thứ ba mà nó ra có thể ảnh hưởng về nguyên tắc đó, đảng thứ ba nó ra nó sẽ lấy phiếu đều hết đúng không nhưng mà trên thực tế ông Joe Biden là đảng dân chủ ông John Hansman Đảng Cộng Hòa nhưng hai ông đều là gì? Một ông là cấp tiến của Cộng Hòa, một ông là bảo thủ của dân chủ. Và hiện nay các thăm dò trên ở nước Mỹ cho thấy là hơn 50% dân Mỹ đều không muốn ông Biden và ông Trump ra. Họ đều chê hai ông này lớn tuổi quá. Ông Trump thì họ đã chê năm 2020, còn ông Biden họ cho rằng giờ đã thất bại đặc biệt là vấn đề kinh tế rồi vấn đề covid rồi vấn đề ukraine đủ thứ nói chung là nhưng mà những cái đó, đó nó không quan trọng bằng cái mà người ta hoài nhất người ta bảo là hai ông lớn tuổi rồi thì thưa quý vị người ta sẽ bầu cho cái đảng thứ ba bao nhiêu phiếu mình chưa biết gọi từ ba năm đi nhưng mà cái quan trọng ở đây là người ta tính toán nhiều phần bên đảng dân chủ sẽ mất phiếu hơn là đảng cộng hòa cái đó chính là cái điều mà làm cho ông Biden và Đảng Dân Chủ đang lo ngại. Tức là gì? Ông ba, ông Joe Martin hoặc là ông John Huntsman, giả sử hai ông có ra là một ông tổng thống, ông phó tổng thống đi, cũng không thắng. Nhưng mà có thể làm cho ông Biden thất bại. Đó, cái đó là cái khó. Mà nếu không thất bại, nếu ông Biden muốn không thất bại, thì ông Biden phải làm cái gì để mà gia tăng cái khoảng cách giữa ông Biden và ông Donald Trump phải là trên 3 điểm, phải từ 5 cho tới, tới 10 điểm. Thì bù lại tôi mất 2 3 điểm trong ông Joe Machine với ông John Hensman thì tôi vẫn đủ sức tôi thắng ông Trump. Mà muốn làm cái đó đó thì nó phải có một bộ máy tuyên truyền vận động rất là giỏi và phải có nhiều tiền nữa may ra là may ra thôi nói chung là ông biden sẽ rất vất vả nếu muốn thắng nếu không muốn nói là siêu vất vả cực kỳ vất vả trong cái đó bên ông Trump người ta tin rằng nếu cái đảng thứ ba ra bên ông Trump không mất nhiều phiếu bởi vì nó ổn định nó ổn định đó và cái người bỏ ông Trump sẽ không có nhiều bỏ ông Trump được qua ông Joe Biden với John Trump là không có nhiều chưa kể từ giờ đến năm 2014 ông Trump có thể giảm bớt cách biệt giữa ông với ông Biden hiện nay là ba điểm có thể giảm bớt còn một điểm là càng chết ông Biden nữa đó là một cái một cái kịch bản mà có thể xảy ra cho nên đảng dân chủ và ông Biden như đang nhức đầu chuyện đó nhưng mà nó cũng có một cái trường hợp thứ hai nữa là ông Joe Martin. có thể không ra đảng nào cả quý biết như tôi nói nãy đầu chương trình ông này là ông tận dụng rất là hay cái vị thế của ông để có lợi cho ông về mọi mặt thì khi mà ông làm như vậy đó bắt buộc bên Biden phải nhượng bộ ông để ông không ra mà khi nhượng bộ cho ông thì ông sẽ đòi những quyền lợi cho tiểu bang West Virginia thì ông lại lấy được phiếu của West Virginia riêng về gây quỹ bây giờ không là ông đã gây quỹ được 10 triệu rồi, trong khi ông Jim rất thích đối thủ của ông là, là thống đốc của bang của sửa nhà đó, bây giờ mới gây quỹ được có một triệu thôi, tiền lỗ nhiều hơn rồi. Mà ông làm cái cú này đó thì bên dân chủ phải nhượng bộ cho ông. Mà như tôi nói ông sẽ đem thêm quyền lợi về cho sửa nhà mà đem quyền lợi dai, thợ phá hủy môi trường, đó là kỹ nghệ làm than chứ có mấy có mấy chục ngàn chưa tới một trăm ngàn yeah, người đó. ít rất lắm. Ít. Nhưng mà họ lại là cái cái cái, cái khối cử tri si quan trọng của West Virginia. Đó. Thì như vậy ông sẽ có nhiều khả năng tái thắng cử chức thượng nghị sĩ năm 2024. Và vị thế của lên cao nữa. Lúc đó lại ở tiếp 6 năm nữa. Và ông lại bỏ phiếu theo cái kiểu mà hiện nay là xuyên qua xuyên lại. Đó là cái đường có thể đi như vậy, tức là bên dân chủ phải nhượng bộ ông để cho ông Biden thắng và ông sẽ thắng landslide long trời là đất ở West Virginia. Tại vì ông đang bị đe dọa bởi vì ứng cử viên của ông là một ông thống đốc đương nhiệm. Ví dụ thì trước đó, ông thắng cái đối thủ khác nói như là 10 điểm đấy, bây giờ ông thắng ông Jimmy Chester có thể là chỉ có hai ba điểm thôi. Mà hai ba điểm nó con số nó nhỏ rất là nguy hiểm, thành ông phải gia tăng. Ông gia tăng nó bằng cách là gì? tôi rồi đem thêm tiền về cho dân sinh nhà mà đem tiền đem tiền cho mấy ông mà làm dân chúng West ta lao phổi à, xin lỗi dân vật nhà đem tiền về cho mấy ông làm chúng ta lao phổi xin mời anh trong cái sự việc này ý kiến cá nhân chúng tôi nghiêng về cái phía là ông joe manchin sẽ không không ra không dạy gì mà ra tranh cử tổng thống tại ừ. vì chắc chắn ông sẽ không thắng nhưng mà đây phải nói đúng như anh cũng nói là ông dùng cái này là một cái đòn bẩy để mà ông có cái thế thương lượng với bên phía dân chủ để ông nắm chắc được cái ghế thượng nghị sĩ. Một người có kinh nghiệm như ông Joe Manchin đã trải qua biết bao nhiêu cả hàng chục năm ở trên thế giới chính trị. Ông thừa biết rằng là ông không có cái cửa để trở thành tổng thống. Tuy nhiên, trong quá khứ chúng ta thấy rõ ràng ông chơi cái đòn này là một cái đòn phải nói là, là bắt bí đảng Dân Chủ. Là bởi vì thưa quý vị, Mặc dù cái câu chuyện mà Đảng dân chủ bị phá phiếu năm 2000 với sự xuất hiện của ông Ralph Nader để mà phá phiếu của ông Al Gore nó đã xảy ra nhưng mà trên thực tế quý vị sẽ thấy một ứng cử viên phải nói là cực kỳ mạnh của Đảng dân chủ đó là bà Hillary Clinton của năm 2016 khi mà trong bầu cử sơ bộ của bà bà gọi là đấu với ông 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 Bernie Bernie Sanders, Bernie Sanders. Và ông Bernie Sanders phải nói thưa quý vị, cho đến giờ phút là cực kỳ chót. Ông mới gọi là tôi ok, tôi nhường cái chỗ đó cho bà. Chứ ông vẫn đánh bà Hillary Clinton phải đâu cực kỳ mạnh. Và một cái thành phần cử tri trẻ trong thời gian đó mà những thành phần cấp tiến, cực kỳ cấp tiến của bên phía Dân Chủ đều ủng hộ hoàn toàn cho ông Bernie Sanders. Và chuyện đó nó thể hiện qua cuộc bầu cử năm 2016 bà Clinton không có được hoàn toàn những cử tri mà thật trẻ họ vẫn thích cái con đường của ông Bernie Sanders bà mất cái lá phiếu đó cộng thêm bà mất cái lá phiếu của cử tri da đen chuyện đó là một cái chuyện khác nhưng mà khi ông Joe Manchin chơi cái trò này thì ông biết rằng là những cái điểm yếu lớn nhất ở trong đảng dân chủ có một cái ứng cử viên thứ ba thì đảng dân chủ họ sẽ e sợ chuyện lịch sử lặp lại cho dù ông chỉ gà cái chuyện này thôi đủ làm đảng dân chủ họ cảm thấy e sợ thì uh, chúng ta không biết rằng là trong những ngày sắp tới bên dân chủ họ sẽ uh, nhá cái gì <laughs> cho ông Joe Manchin để mà ông Joe Manchin không bước ra thì uh, thưa anh Đỗ Dũng có món quà nào cho ông không tôi không biết <laughs> Thực ra thì bây giờ nó cũng chưa có gì cả. Ừ. Bên đảng Dân Chủ tất nhiên họ ngồi họ coi cái ông này ông làm cái gì. Và họ đương nhiên là sẽ phải coi những cái cuộc thăm dò dư luận xem là ông Joe Martin và ông John Huntsman kéo được bao nhiêu phần trăm số phiếu. Nếu mà không kéo đủ 3-5% số phiếu đó, thì có khi họ cũng làm lơ. Và có thể là thôi, ông ờ, nghỉ đi, không đứng ra ông ra, ông không, ông không phá nổi tôi đâu. Nhưng nếu ông Joe Martin chứng minh được là tôi có thể phá cái ghế tổng thống của ông Biden thì ông Biden phải xuống nước. Thì cái đó là một cần số phải chờ xem ông Joe Martin với cái nhóm No Label này họ hoạt động như thế nào trong những ngày tới. Họ có liệu họ có thuyết phục được cái số cử tri mà không ưa ông Biden và không ưa cả ông Donald Trump hay không. Hiện tại thì họ không thích đấy. Nhưng mà họ xem, xem coi là ô cái đảng thứ ba mới anh ra anh làm được cái gì liệu mày có thắng không tôi bầu anh không thắng tôi đâu bầu anh chứ mà ngay cả không bầu á mà nó một cử tri thật sự đó không ưa cả ông Biden mà không ưa cả ông Trump mà bây giờ không bầu cho ông Joe Manchin luôn á anh biết họ làm gì không thôi nha đúng rồi <laughs> Hồi nhà. nhà thì cái chuyện nó xảy ra bà Clinton tinh năm 2016 <laughs> nói chung họ ngồi nhà lại làm cái chuyện khác nữa nhưng mà kinh nghiệm cho thấy đấy cái này nhận xét của tôi nhiều năm theo dõi chính trị của Mỹ ngồi nhà đa số là cử tri dân chủ cử tri nghèo cử tri mà không xứng đáng một vé ở Mỹ sinh ra ở Mỹ luôn Khoan, thứ tư đã không xứng đáng một vé ở Mỹ và không xứng đáng một vé cất tiếng khóc chào đời ở Mỹ dễ hiểu thôi bởi vì sao cử tri đảng dân chủ đa số là cử tri nghèo phải đi làm họ không dám bỏ một ngày làm để đi bầu thậm chí một tiếng đồng hồ để đi bầu không có thứ hai nữa họ sẽ bị những cái trở ngại ở các các tiểu bang mà gây khó khăn cho họ trong vấn đề bầu cử trong khi cử tri cộng hòa dù nghèo đó, họ vẫn đi bầu nhất là cử tri mỹ trắng ở những cái vùng mà gọi là thôn quê lại không chuyện đi làm á đi bầu cả ngày chẳng sao và trong đó nó có yếu tố rất quan trọng đó là yếu tố trùng tộc làm cho người Mỹ trắng đi bầu tỷ lệ đi bầu cao hơn người Mỹ mà không phải trắng tức là mắt xanh mũi lõ tóc vàng sợi nhỏ bao giờ đi bầu cũng đông hơn là không phải mắt xanh mũi lõ tóc vàng sợi nhỏ bởi vì họ ý thức được cái quyền lợi của họ họ ý thức được cái quyền lực của lá phiếu bởi vì họ là mắt xanh mũi lõ tóc vàng sợi nhỏ tôi nói cái này có thể nhiều người không đồng ý nhưng mà đa số là họ như thế và đó luật chơi như vậy thôi anh được mời vô ăn mà anh không ăn ráng chịu anh vô tới cửa anh bảo trời ơi mà phải mang giày cho tôi không vô ô phải bỏ chân ra phải bỏ dép ra lau chân nó không vô không vô thì đói đáng chịu trong khi mắt xanh mũi đó tóc vàng sữa nhỏ anh bảo anh bảo tôi quỳ tôi bò tôi cũng vô nữa. tôi vô để tôi được ngồi trong bàn tiệc đó thì đó là câu chuyện ngày hôm nay gửi đến cho quý vị trong nhìn trái tim cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình mai phong đỗ dũng chúc quý gia đình một ngày đầu tuần vui khỏe chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình SBT Morning sáng ngày mai thứ ba, 18 tháng 7 năm 2023.